Chắc lô nó cao anh em ạ. Tôi nói mà kiểu đéo gì cũng đánh nhau ở đây à. Kiểu gì cũng đánh nhau ở đây à. Team hạt cái ai đây hạt carry mà gắn cớp khó nha. Con mẹ mày AD hạt carry mà má mày đi găng top là sao? Không, gần gần này di chuyển cái pha đầu game này dở quá. Di chuyển pha đầu game này hơi tùi. Đầu game là nó phải di chuyển xuống dưới đó, ngon hơn á. Đánh gọi là counter găng chỗ này xong là nó nát luôn cái lane luôn là xong game luôn á. Dạ hết mana, bảo sao. Sống luôn, không lại tí nào luôn. Không lại. Đánh đâu to nữa rồi đó. Tôi thấy anh tôi thấy giết cái mạng xích đao cho người ta rồi đó. Giết cái mạng xích đao cho người ta rồi đó. Nhưng mà tại vì lúc đó là không có tôi, chứ có tôi thì nó lại khác. Nhìn nít mới gọi là đánh như này mới gọi là đánh nhìn nít chứ. Ai thì bị ăn đòn thôi. Mày bắn tao! Khó hiểu nha. Pha này là tôi thấy là nó mình hơi khó hiểu đó nha. Hơi khó hiểu đến từ vị trí của gọi là của anh trai gừng này đó nha. Tôi hơi khó hiểu đó.
Bú. Này trai, này trai, này trai. We can win, we can win. Yes. Can win, phải tin. Đấy, phải vậy chứ. We can win. Quay lại là kịp thời. Kéo vô nó đéo quăng lồng đèn cho mình luôn, nó kéo vô nó quýnh chung với mình luôn, xong mình phúc luôn thôi mà. Mày lúa sập ơi, nè mày nó ngu. Đang còn gồng ghê quá. Đang gồng gánh mẹ hết game. Đó, gồng giờ lấy game chơi thiệt. Gồng giờ lấy game chơi thiệt anh em à. Chơi tranh vừa rồi là con AD là chết một nhịp chết với gồng á.